Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với tọa đàm các vấn đề về xã hội của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, hai cô gái đi uống cà phê không mang theo giấy tờ tùy thân bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội là từ khóa được tìm kiếm nhiều và gây nên nhiều những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong 2 ngày vừa qua. Và ngày hôm nay mời đến chương trình, chúng tôi mời đến tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng văn phòng luật sư toàn cầu, đoàn luật sư Hà Nội để cùng bàn luận về vấn đề này. Chào ông, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông đó là hai cô gái đi uống cà phê không mang theo giấy tờ tùy thân bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội đã gây nên nhiều những ý kiến trái chiều. Vậy theo ông, dưới góc nhìn luật sư thì ông đánh giá như thế nào về sự việc này ạ? Sau khi mà báo chí đăng tải cái việc mà hai cô gái bị đưa vào cái trung tâm bảo trợ của những người vô gia cư thì có thể thấy rằng đây là một cái việc làm nó hết sức tùy tiện và gây ra cái sự bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Về mặt nguyên tắc thì hành vi đấy rõ ràng là trái pháp luật nghiêm trọng. Đặc biệt là khi cái đối tượng nó tác động đến là một phụ nữ và một bé gái, tức là theo luật bảo vệ và chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em ấy, thì đây là đối tượng được xã hội đặc biệt quan tâm và đây là trẻ em. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái việc làm trái pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Nó xâm hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và thậm chí cả sức khỏe, tức là có cái sự tổn hại về tinh thần của những người này. Và đây là một cái điều nó hết sức phi lý ở một cái xã hội với cái thành quả đấu tranh cho cái việc mà người ta được tự do cư trú, được tự do chọn cái nơi sinh sống cũng như là được làm những gì mà pháp luật không cấm. Thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm. Vậy việc đưa hai cô gái không mang theo giấy tờ tùy thân vào trung tâm hỗ trợ xã hội của công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là đúng hay sai thưa ông? Nên chắc chắn đây là hành vi sai pháp luật nghiêm trọng. Bởi vì trong trường hợp này thì hai cô gái không hề có những cái hành vi vi phạm pháp luật, mà theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự hoặc các quy định khác của pháp luật có thể bắt giữ họ để đưa đến cái cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Và pháp luật cũng không quy định là người dân khi mà tham gia vào các cái hoạt động xã hội phải mang theo giấy tờ tùy thân, tùy trong từng trường hợp. Và đấy là cái quyền của họ. Thế thì ở đây có thể thấy rằng là không biết là vì lý do gì, căn cứ pháp luật nào để cho những cái người thừa hành công vụ ấy lại bắt giữ người ta và yêu cầu có cái phải có giấy tờ tùy thân. Thì những người này họ có thể là bất kỳ ai, nhân thân của họ như thế nào. Nhưng nếu như họ không có hành vi vi phạm pháp luật thì công an cũng không được quyền bắt giữ họ và đưa đến những cái nơi mà họ không mong muốn. Bởi vì đấy không phải nơi họ mong muốn đến. Thế và phải chờ gia đình để xác minh. Thì tôi cho rằng cái đấy nó xâm phạm đến cái quyền con người, đến danh dự, uy tín và thậm chí là sức khỏe của hai người này. Thì rõ ràng là cái việc làm của phường Tam Bình, của quận Thủ Đức ấy, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thế thì trong trường hợp này lại tự tùy tiện đặt ra một vấn đề là vì không có giấy tờ tùy thân. Thực ra là có phải hoàn cảnh nào cũng có như vậy đâu. Thì tôi cho rằng là những cái việc này nó tạo ra một cái tiền lệ vô cùng nguy hiểm nếu không xử lý. Phải xem xét rõ trách nhiệm. Vâng ạ, vậy thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những rắc rối từ việc là không mang theo giấy tờ tùy thân. Vậy thì người dân nên mang theo những giấy tờ nào ra đường để tránh những rắc rối như trên thưa ông? Thực ra thì các cơ quan tổ chức người ta có những quy chế riêng. Bởi vì nếu như mà mình mà đến các cơ quan để làm việc thì người ta có thể yêu cầu xuất trình những cái loại giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân, bây giờ là thẻ căn cước công dân đấy, hoặc là các loại thẻ, rồi nếu mà sử dụng các cái phương tiện giao thông thì phải có những cái giấy tờ mà nó liên quan, ví dụ như giấy phép lái xe, giấy đăng ký. Thế nhưng mà thực chất thì tùy trong hoàn cảnh, có thể xảy ra tai nạn hoặc là xảy ra những cái tai nạn ngoài ý muốn thì những cái người mà người bình thường thôi, họ những người mà có thể muốn giúp đỡ thì họ cũng biết được cái đơn vị, cái nơi mà để liên hệ cũng như là tìm ra được các cái biện pháp để giải quyết. Thế nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng đấy là cái ý thức cá nhân của mỗi người. Nhưng mà nếu như có quên thì cũng không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Vâng ạ, chứ như vậy là chúng ta vẫn nên mang theo những giấy tờ tùy thân để có thể bảo vệ được chính bản thân và tránh những rắc rối không cần thiết đúng không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp đã đến với chương trình và đã chia sẻ những kiến thức bổ ích. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tọa đàm của chúng tôi đến đây là kết thúc và chúng tôi mong rằng với thời gian vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có những kiến thức bổ ích cho cuộc sống của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.